Hello, xin chào cả nhà yêu mến. Đức Đoàn xin chia sẻ với các bạn này. Con âm ly Fixer 400. Dòng này đánh con những con AR nhỏ nhỏ là hay lắm đây. Fixer của Mỹ. Của em trai này ở Hà Nội. Nó bị bệnh là cũng loẹt xoẹt. Đó. Tức là cái cháy nắng trở rời là hắt hơi sổ mũi. Đó. Đây các bạn ơi, nội thất ruột gan phèo phổi của em Fixer 400 đây. Đó. Sò này. Đấy. TR1036. Đó. Và TR1039. Thì là hai cặp sò nhôm này vẫn còn zin các bạn ạ. Đó. Nhìn cái sò của thằng Fixer này rất đáng yêu các bạn ạ. Mỗi thổi cái củ anten của nó thì trông nó hơi thô một chút thôi. Củ anten hơi to so với ly các bạn ạ. Đấy, nhiều khi nó không cân đối. Người thì bé mà củ to này chết dở. Ê. Bốn con kích của nó đây này các bạn này. Đấy, 1 2 này 3 4 này. Đấy, hai con kích hai bên này nó kích của nó có cái tỏa nhiệt khiếp này. Đấy. Chủ yếu là tập tiết tí rồi chứ. Vâng, chú yên tâm cho làm nốt này xong cho làm rồi chú nhá. Cứ đấy đi. Vâng. Thấy chưa? Vâng, chiều đấy ạ. Vâng. Đấy, đang chia sẻ với các bạn cái con Fixer này thì của em trai ở Hà Nội. Nó bị bệnh cũng là bệnh nổ các bạn ạ. Đấy, cháy nắng trở rời nó nổ mà em bảo là em mang xử lý rồi nhưng không được. Về nó vẫn bị vậy. Đấy. Nó qua một đêm là hoặc là trời nầm nồm ẩm là nó lại bị các bạn ạ. Đó. Bây giờ Đức Toàn sẽ xử lý cho nó hết sạch luôn bệnh này luôn. Đây phía dưới đáy của nó đây các bạn này. Đấy. Cặp tụ này. Và anh hai lần chứ không phải một lần. Đúng là cuộc đời như anh đúng là hiếm đấy, ý chí tuyệt vời đấy. Từ lúc bé không được nhờ bố mẹ một cái gì. Wow. Ra ngoài đường bằng hai bàn tay trắng. Wow. Anh chị em không ai giúp gì thì mình cả. Sướng thật. Nhưng mà thực sự là anh đã là từ con người ý chí bắt đầu là từ hai bàn tay trắng nó khổ đi lên rồi. Nó khổ. Nên là lúc mình sướng xong mình lại quay lại khổ mình vẫn chịu được. Chứ còn sợ nhất là sống ở ngoài trạng. Thằng sống trên đống tiền đống vàng như thế. Thật. Một thời hoàng kim như thế. Kinh khủng. Những cái thằng không phải hẳn là mình tốt rồi đã sẽ gặp người tốt rồi, em nói thật đấy. Cái đấy là em là người từ trải nghiệm mà cuộc đời nó đau đầu lắm, cũng là may mắn lắm mình có những người bạn như thế đấy nhỉ, đáng sống đấy. Những người bạn đấy đúng là đáng quá trân trọng luôn là mà đúng như... thật sự luôn nhé anh, nếu mà anh không có nhiều người bạn như thế này anh không có những ngày hôm nay đâu, có thật rồi, luôn đúng ngày hôm nay anh phải cơ hội gần như là cơ hội cuối cùng để anh thực lạc. Đúng rồi, bởi vì là anh có tài giỏi như mấy nhưng mà anh không có cái những người bạn giúp đấy thì không có số tiền đấy thì anh không thể vực lại được, chẳng nhẽ anh làm thuê để làm giàu lại được. Chỉ có mỗi 2 tỷ rưỡi. Đúng rồi, còn 2 tỷ rưỡi mà thằng bạn anh nó bán cho anh cái nhà đấy đã 2 tỷ tư rồi, anh còn 100 triệu thì coi như anh hỏi em nào. Thế bố con anh vừa sống vừa sinh hoạt vừa mình có tài giỏi mấy nhưng mà thực sự là không có thực vực được đạo, không đấy. Có những cái vốn liếng của bạn mới giúp đấy thì đáng trân trọng những người bạn thấy tuyệt vời. Tôi lấy của cái của ông 2 tỷ tư. Các bạn ơi, câu chuyện về The Fixer 400 này bị gián đoạn nhiều quá bởi vì Đức Đoàn lại tiếp một loạt các anh khách đấy mang âm ly mang đồ đến, rồi là có anh khách vừa rồi anh tâm sự. Đức Đoàn có vô tình quay được một đoạn vào cái này rồi. Đó, cuộc sống này có nhiều điều đáng quý thật. Phải nói là rất là yêu và đáng sống luôn. Mình cứ làm hết lòng và có tâm đi các bạn ạ, thì mọi thứ sẽ đến thôi. Đó, con Fixer này của bạn này thì mình đã làm xong cái bệnh nổ rồi.
nó cũng bị mấy con đi sai rồi, mình xử lý hết rồi các bạn ạ. Đây bây giờ đẹp này rồi, sạch đẹp hết mọi thứ rồi. Đấy, bây giờ chạy thử thôi. Đó, êm ái quá rồi các bạn ạ. Đấy, rất ngon lành rồi. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Mặt đẹp này rồi. Quá các bạn ơi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đức Đoàn. Xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào.